Bữa nay chúng ta sẽ nói cách làm việc với các câu hỏi xóa sửa. Trong mỗi câu hỏi thì có 4 cái chức năng. Một là setting, là để chúng ta đặt các thuộc tính cho câu hỏi. Hai là chúng ta xóa hình biểu tượng cái hôm rạc. Khi chúng ta bấm xóa thì Google sẽ hỏi và chúng ta bấm OK để xóa. Nhân duplicate tức là chúng ta nhân bản các câu hỏi từ nhau, thì chúng ta dùng tính năng này để tạo ra một câu hỏi giống y như câu hỏi đang có. Và một tính năng nữa là đưa câu hỏi vào trong cái thư viện mẫu, tức là những câu hỏi có dạng giống nhau, những câu hỏi hay được sử dụng thì chúng ta sẽ đưa vào thư viện để sau này dùng lại cho nhanh. Trong giao diện thì chúng ta có thể là bấm cái menu show all responses để chúng ta hiển thị tất cả các lựa chọn của câu hỏi như lựa chọn MCQ.